sôi đã ghê mà. Dài Dai 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 đó. Nó lại vô đi, quá ngon luôn. Thôi ồ, nhìn thấy thèm luôn kìa. Thơm ghê ha. Ẩm thực hành vlog xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp tục buổi chiều hôm nay, hai vợ chồng cũng vừa mới đi chợ về và mua được một ít đồ. Giờ Thành mời cô chú anh chị và các bạn vào bếp cùng làm với hai vợ chồng mình nha. Em đang làm gì em? Hôm nay hai vợ chồng cũng mới đi chợ về cả nha các bạn. Vừa mua được một con gà. Giờ hiện tại giờ vợ Thành đang gọt củ hành tím và tỏi. Hôm nay mình sẽ làm món gà. Gà làm gì em? Mắm, tỏi, ớt. Gà hấp nước mắm, thêm tỏi, ớt, củ hành tím nữa đúng không? Đây thêm Tỏi hành, nói chung gà hấp nước mắm đây mình có chuẩn bị thêm một ít rau và hành lá nha các bạn. Đầu mình tới công đoạn ướp gà các bạn. Này cho gì em? Nước mắm. Nhiều nước mắm đi. Này quan trọng là hấp nước mắm luôn. Cho thêm một ít Asingon. Cho một ít bột ngọt vô các bạn. Đầu cho một ít đường, nhiều đường đi. Lấy vào tay kìa. Thùng gà. Gà này 2 kg nha các bạn. Chở đều. Bỏ vô nó ngấm không? Hả? Vậy mình nãy mình bỏ vô nồi luôn, nấu luôn, nấu hồi là nó ngấm dừa luôn á. Gà có 2 kg mấy vậy, ở lột da hết nè. Cái hồi mình bỏ vô nồi đi, hồi chế nước vô. Giờ bắt đầu mình để cho nó ngấm nha các bạn. Giờ bắt đầu mình bỏ gà vào nồi các bạn. Úp gà xuống nè. Úp xuống nè. Úp vô cái chén á.
Rồi để bàn tay, muốn đeo tay mất một kinh luôn. Rồi, cho lên nồi. Giờ trong thời gian chờ đợi Thành sẽ lập cải các bạn. Cải gì to dữ đây. Rửa sạch như cải này đất quá trời. Rồi cái củ này nhìn cái bá luôn nè. Giờ bắt đầu mình đâm một chén muối ớt các bạn. Đâm chén nồi cày. Đây nồi cày chúng ta các bạn. Quá trời nó sôi luôn. Gần chín rồi các bạn. Mình khoảng thêm 10 phút nữa là mình có thể thưởng thức rồi các bạn. Quá thơm. Giờ bắt đầu mình cho cắt một ít hành vô các bạn. Quá trời nó sôi đã ghê mà. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ừ. Lại vô đi. Sôi ồ nhìn thấy thèm luôn. Thơm ghê ha. Nó bắt đầu đây nó tiếp tục. Giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi các bạn. Giờ Thành 2 vợ chồng mời cô chú anh chị và các bạn dùng gà hấp nước mắm. Quá đã. Quá nhìn gà. Tại chất lượng. Mình có chấm vừa ăn. Nóng luôn. Mùi ha. Với một ngọt come on.
Thấm vô nước mắm ngon đó. Cơm luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vlip hôm nay chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đây thôi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem video này. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt mọi người. Bye bye.